Xin chào, mình là luật sư Jennifer Hà đây. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4, 2022, có nghĩa là chúng ta còn ít ngày nữa là sẽ tới kỳ hạn khai thuế. Thành ra mình muốn chia sẻ với các anh chị một vài cái bí quyết để mà anh chị có thể giảm thuế. Gần đây mình có trao đổi với lại một vài người bạn và khi nghe họ nói là phải trả tiền thuế 160 mấy ngàn, mình thấy rất là sốc cho họ. Hy vọng là trong năm nay khi mà anh chị nghe những cái bí quyết này xong thì anh chị sẽ không còn đóng thuế cao giống như bạn mình nữa. Trước hết là mình biết rất là nhiều người Việt Nam hiện giờ là chủ doanh nghiệp và khi mà mình tự kinh doanh mình có rất là nhiều cái khoản trừ thuế ra có thể giúp mình giảm bớt cái tiền thuế. Trước hết là chúng ta nên mở một cái tài khoản đầu tư vào SEP IRA. Những cái khoản đầu tư này là chúng ta có thể bỏ tiền lên tới 25% của mức thu nhập của mình vào đó và có thể trừ ra cái tiền đó từ thuế của mình. Khoản tiền thứ nhì mà chúng ta có thể trừ ra là tiền xe. Có nghĩa là nếu mà mình mua một chiếc xe thì sở thuế có thể cho mình trừ ra số tiền mà mình đã xài để mà mua xe. Những ai mà muốn trừ nguyên chiếc xe thì mình phải chọn một chiếc xe nào nặng ký hơn 6.000 pounds. Còn nếu mà chúng ta mua một chiếc xe nhẹ hơn thì hàng năm mình có thể trừ ra một khoản tiền nào đó cho cái chiếc xe đó. Khoản tiền thứ ba mà chúng ta có thể trừ trong thuế là khoản tiền giữ trẻ. Trong năm 2021 thì luật thuế cho phép mình trừ tới 8.000 đô cho một đứa trẻ và tới 16.000 đô nếu mà chúng ta có 2 con hoặc 3 con trở lên để mà mình giảm bớt cái tiền thuế của mình. Và đặc biệt chúng ta không có cần đi gửi ở bất cứ những nơi nào đặc biệt. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có những người cha hoặc mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại ở nhà giữ con thì mình cũng có thể khai cái khoản tiền đó. Đương nhiên là sở thuế sẽ bắt mình cung cấp tên và số social của những người đang giữ trẻ. Khoản tiền thứ tư mà chúng ta có thể trừ ra là số tiền mà mình đã đầu tư vào trong những cái quỹ cho sức khỏe và bảo hiểm y tế. Hiện giờ rất là nhiều người chủ doanh nghiệp họ tự mua bảo hiểm bên ngoài nhưng họ lại mắc cái sai lầm là mua bảo hiểm với cái mức deductible rất là thấp và cái tiền hàng tháng mình phải đóng cho bảo hiểm mình rất là cao. Thay vì vậy, anh chị nên chọn một cái chương trình bảo hiểm nào có cái mức deductible, tức là cái tiền mình đóng góp hàng tháng nó thấp hơn và anh chị có thể bỏ vào trong cái quỹ đó tới 7.200 đô và trừ cái khoản tiền đó ra thuế của mình. Thành ra trong những người khách hàng của mình mà mình đã tư vấn thì mình đã giúp họ giảm thuế rất là nhiều với những cái bí quyết này. Đương nhiên trong cái video rất ngắn sẽ không có thể nói hết về những cái cách mà chúng ta có thể giảm thuế, nhưng mong là những cái mà mình đã chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp anh chị có thể trao đổi thêm với những nhà khai thuế của anh chị.